cùng i Channel đi tìm hiểu những người muốn thành công trong cuộc sống thì không thể thiếu những phẩm chất này. Trong khi mỗi chúng ta ai cũng muốn đạt được thành công nhưng nó lại không hề đơn giản. Tuy nhiên, có 10 phẩm chất tốt mà những người thành công luôn có. Hãy tìm ra sự kết hợp hoàn hảo của 10 phẩm chất cần có dưới đây và tận hưởng thành quả lao động của mình nhé. Thành thật với chính bản thân mình sẽ cho phép bạn thực sự đào sâu và tìm hiểu xem bạn cần phải làm gì để đạt được mục đích bạn sợ bước về phía trước với giấc mơ của mình phải không hãy thừa nhận nó bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên về tốc độ tiến về đích sau khi bạn làm được điều đó đừng quên rằng trung thực cũng khiến bạn bước đi lâu hơn trên một con đường bạn cần giúp đỡ hãy yêu cầu sự giúp đỡ bạn cần một công việc hãy trung thực trong lý lịch của mình danh tiếng của bạn sẽ phải cảm ơn bạn về điều đó hãy đối mặt với sự thật rằng trong cuộc sống chắc chắc sẽ có lúc bạn gặp phải khó khăn nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ bạn giải quyết chúng như thế nào bạn có thể tiến tới và đưa ra quyết định để chắc chắn rằng bạn không ảo tưởng về sự an toàn hay sẵn sàng chìm vào nơi không rõ ràng làm việc hiệu quả trong những hoàn cảnh khó khăn là điều sẽ tạo ra sự thay đổi và đẩy bạn về phía trước sử dụng thời gian hiệu quả là điều vô cùng cần thiết để đạt tới mục tiêu cá nhân hay trong sự nghiệp sau cùng mọi công việc hay chẳng có vở kịch nào biến rách thành cậu bé ngốc nghếch cả phải không đằng sau mỗi người thành công luôn là những câu chuyện về thất bại nếu mọi kế hoạch tốt nhất đều bị đổ bể thì thật đáng sợ nhưng đó cũng là một quá trình học hỏi kinh nghiệm nếu tất cả những người thành công nhất trên thế giới đều chạy trốn mỗi khi họ sợ thì bạn nghĩ lúc này họ đang ở đâu có thể ngay lập tức bạn sẽ chưa nhìn thấy kết quả khi tập trung làm việc hướng về thứ gì đó trong dài hạn bạn cần tin tưởng và xem mọi việc tiến triển như thế nào ngay cả khi chẳng có gì thay đổi những người không thành công thường không có đủ kiên nhẫn để đợi và xem chuyện gì xảy ra trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm nếu mọi thứ đến quá nhanh và dễ dàng thì tại sao mọi người vẫn không thành công bạn thực sự yêu thích điều gì trong cuộc sống những người thành công họ thường mang đam mê của họ vào những việc mà họ làm bạn muốn mở một công ty chụp ảnh nhưng lại ghét việc phải tự mình đi tiếp thị một người thành đạt sẽ chăm chỉ tiếp thị cho mọi người bởi họ biết rằng nếu không có khách hàng thì họ chẳng thể theo đuổi được mơ ước có một công ty ảnh hãy thử nghĩ về một khía cạnh trong đời mà bạn muốn thay đổi làm thế nào để mang đam mê của bản thân vào đó những người thành công không bao giờ mạo hiểm một mình thực tế họ sẽ nói cho bạn biết điều đó là không thể có người hướng dẫn bạn giúp bạn có trách nhiệm và nói chuyện về những mối quan tâm của bạn có thể sẽ giúp bạn thành công hãy ra ngoài và bắt đầu gặp gỡ mọi người ngay từ bây giờ việc có một kế hoạch là hoàn toàn quan trọng trên con đường tiến đến thành công tuy nhiên chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi việc thay đổi làm thế nào bạn có thể chuyển từ tình huống này sang tình huống khác một cách dễ dàng những người thành công có khả năng thay đổi từng bước chuyển và thích nghi với những tình huống phát sinh bạn có là một trong số họ hay không bạn có quan sát rõ ràng được những việc mà bạn muốn làm và làm sao để đạt được nó hay không những người thành đạt thì có họ thường dành thời gian lên giản ý chính xác những gì họ muốn và dựng lên một chiến lược để giúp họ hơn nữa, họ cũng thường xuyên đề cập tới tầm nhìn và giá trị cũng như chiến lược để có thể thành công trong bất cứ việc gì mà họ muốn. Tại sao mọi người phải chú ý đến bạn nếu như bạn chẳng có gì để trao đổi? Những người thành đạt luôn biết họ cần xây dựng các kỹ năng. Cho dù là kỹ năng chuyên môn hay đơn giản chỉ là giúp đỡ một người bạn. Hãy xác định những gì bạn có thể làm cho thế giới và làm điều đó. i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7 vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé